Chào tất cả anh em nha. Nay mình ở bên Trà Vinh nè anh em. Có đến vườn của anh Hưng, ảnh có giao lưu với anh em một số gốc mai nha. Nói chung thì bông bao đẹp cho anh em. Chút xíu thì ảnh sẽ báo giá chi tiết cho anh em. Ví dụ anh em nào thích mà hiện chí muốn giao lưu với ảnh á thì cứ liên hệ trực tiếp với ảnh qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em. Rồi anh Hưng ơi, cho anh em biết là vị trí mình đây ở đâu anh Hưng? Xã Lệ Phước, Càng Long, Trà Vinh hả anh? Dạ, ngày hôm nay mình giao lưu với anh em như gốc mai anh. Này 4 cây anh. 4 cây hả anh? Rồi đầu tiên mình vô mình quay cho anh em tham khảo gốc số 1 cho anh em. Cây này nồi đế chống mặt luôn anh em ơi. Rồi quay cho anh em một vòng. Cây này là mình ghép hay sao anh? Cây này ghép anh, ghép ha. Dảo Thủ Đức. Dạ. Mình ghép được 2 năm hả anh? Dạ. Rồi mình quay cho một vòng cho anh em tham khảo toàn bộ cái bộ tàng nha. Chút xíu mình quay cho anh em xem cái bộ đế sao. Đế đẹp lắm anh em, đế sổ nơm xuống. Nhìn khá đã. Cốt cành này quay cận cho anh em tham khảo cốt cành phía bên trong đó nha. Đây nè nè. Cái này mình uống theo kiểu gì anh? Em cửa tàng không. Dạ. Còn dưới đây cái bộ đế anh em, quay cho anh em cận cái bộ đế nha. Đế lớn nha anh em, sổ xuống nè. Đế bự lắm. Dạ. Đây nè anh em. À ảnh vô anh ngồi anh ôm cho anh em tham khảo nè. Bộ đế hết hồng bộ đế luôn anh em. Đây, một vòng nha. Cây này mình đem về đây trồng lâu chưa anh? Đem về hơn 2 năm nữa. Dạ. Hồi đó mình đem phôi về mình ghép rồi mình trồng cái giờ luôn anh. Dạ. Phía trong anh em. Bông là chuẩn cho anh em nha. Nói chung thì mình ghép mình phải lựa. Bông. Mình lựa những cái bông nó đẹp mới ghép anh. Cái này đế nó ra hình như là mình thấy nó ra gần hết cái chậu luôn không anh? Hết chậu. Phía dưới còn đế gì nữa không anh? Còn. Còn dám làm sạch. Quá trời cái nồi anh em ơi. Nồi bự hết hồn luôn nè. Đế nó đều nha, nó sổ xuống nó đều hết trơn luôn anh em. Đều bốn bên luôn á. Đây nè anh em, quay một vòng qua cho anh em tham khảo nha. Này. Cái chậu này là bề ngang nó khoảng mét mấy anh? Mét 2. 1m2 mà đế nó ra bức chậu luôn nha anh em. Chung thì nguyên cái bệ đế. Nhìn khá là kết cái này nha anh em. Quá đẹp cây. Rồi em nhờ anh vô đo em thử thông số khoảng nhiêu anh. Mình đo hoành nha. Tại vị trí số 1 hoành chuẩn nha anh em. Nhiêu anh? 48 hoành. Là anh đo là bao anh em đo lại nha. Rồi mình đo cái củ đặc cho anh. Củ đặc khoảng nhiêu anh? Củ lớn nha anh em. Củ khiếp lắm, nhìn thấy ghê lắm. Anh em thực tế nhìn mới đã mắt anh em. Mắt thước luôn anh em ơi. Mắt thước. Hơn 1,5 m. Hơn 1,5 m nha anh em. Rồi. Cái nồi bự lắm. Dạ, cái nồi háo nhẹ nhẹ luôn anh. 300 khỏe anh em. Hơn không anh? Hơn 300 anh. Không có hơn à. Khoảng 300. 300. Khoảng 300. Rồi mình quay lại cho anh em một vòng nữa nha. Cây này chiều cao khoảng nhiêu anh? Chiều cao 1,6 m. Tán ngang anh. Tán ngang 1,5 m. 1,5 m. Cây này đang phát triển cực kỳ tốt nha anh em, lá xanh mượt hả anh em ơi. Cây này ví dụ anh em nào thích mà thiện chí mà muốn giao lưu với anh Hưng là mình giao lưu tầm giá nhiêu mình chơi được anh Hưng? Em giao lưu giá 99 triệu. 99 triệu hả anh? Bao ship 200 cây. Bao ship cho anh em là 200 cây, cái này là mình có hỗ trợ tặng chậu gì cho anh em không anh Hưng? Bao chậu luôn. À là có tặng cái chậu luôn ha. À, mấy gốc mai mà tặng luôn cái chậu này anh em chuyển về chơi khá là ổn, nói chung không có mất sức bằng cái cây mình bứng từ mặt đất nha anh em. Nồi đế nhìn thấy ghiền quá anh em ơi. Quay lại cho anh em thêm lần nữa nha. Đế mà nó sổ xuống mà nó lớn rồi nè, mới ra bứt cái chậu luôn. Nhìn thấy cây ở ngoài rất là lực nha anh em. Rồi nãy lúc đầu tiên cho mình thấy gốc này là mình cực kỳ mình kết rồi anh em. Rồi mời tất cả anh em sang gốc tiếp theo. Mã số 2 nha anh em. Cây này bay hay sao anh? Cây bay. Rồi mình sẽ quay cho anh em một vòng nha. Cây này cũng ghép luôn hay sao anh? Cái này ghép. Ghép anh. À cũng ghép giỏ Thủ Đức luôn nha. À mình quay một vòng nha anh em. Cây này mình đem về đây lâu chưa hả anh? Cũng hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm rồi hả anh? Dạ. Đây nè, quay từ dưới lên nha. Về làm thành phẩm chưa anh Hưng? Cũng gần thành phẩm anh. Dạ. Ồ nhìn cây bên đây, phía này nhìn thấy cây nó đẹp quá anh em, quá dữ. Rồi quay một vòng nha. Chiều ra nó tầm khoảng nhiêu hả anh Hưng? Dài nó. Dài đúng không anh? Đây nè, có mặt bông nè. 1,7 m. 1,7 m. Rồi chiều cao khoảng nhiêu anh?
cao nó 80. 80. Ừ. Cái này đơn hồi đã hoành cũng hơi căng rồi anh em. Ờ nó còn dưới đây nó còn là ấy anh em hơi lọt thước ra được. Dưới này còn đế nó không anh Hưng? Cũng còn không? Không dám làm sạch. Dạ. Cây đang rung. Ê quay một vòng cho anh em tham khảo nha. Đế nó dưới còn nữa nha anh em. Rồi em nhờ anh Hưng vô đo em thử thông số khoảng nhiêu anh Hưng. Đo hai thông số. Dạ. Tại vị trí số 1. 53 hoành. 53 hoành. Rồi. Ngay cái eo nhỏ nhất nha anh em. 39 gần 40. 39 gần 40, ảnh tự hao cho anh em là tối đa luôn nha anh em. Bao cho anh em đo lại. Như cây mã số 2 này, dù anh em thích mà thiện chí muốn giao lưu thì sao hả anh Hưng? Em giao lưu 39 triệu. 39 triệu là tặng luôn cho anh em cái chậu của anh. Dạ, hỗ trợ ship cho anh em 200 km luôn. Đây anh em, quay cho anh em cái chậu nè. Ảnh tặng cho anh em cái chậu luôn. Rồi ví dụ anh em nào mà thích mà người ta muốn giao lưu luôn một cặp này, mình có hỗ trợ nhẹ giảm tiền cà phê pháo cho anh em không anh Hưng? Thì nó thương lượng của anh. Dạ cái đó thì cứ liên hệ qua số điện thoại các anh em mình thương lượng ha. Rồi ok, mời tất cả anh em sang góc tiếp theo nha. Góc tiếp theo nha anh em. Cây này là ghép ha, sao anh Hưng? Cây này cây riêng anh, không có ghép. À cây nguyên thủy ha anh. Dạ. Mặt bông là mình có thấy chưa anh Hưng? Này bông 5 tới 7 cánh. 5 cánh đến 7 cánh ha, bông chùm ha, sao anh? Này bông chùm. Dạ. Rồi quay một vòng cho anh em tham khảo nha. Cái này mình tạo cái bộ tàn lại lâu chưa anh? Này đem về cũng có năm mấy anh. Dạ. Cái chiều cao này tầm khoảng nhiêu ha anh Hưng? Tạo thử. Dạ. Này tầm 2m3. 2m3. Rồi quay hết cho anh em tham khảo bộ tàn nha. Cây này như em thấy nó bể xù hay gì phải không anh Hưng? Lên xù. Dạ. Rồi mình vô mình quay cận cảnh cho anh em tham khảo. Cây này thấy nó lên cũng tương đối nhiều nha anh em. Đây một bệ bên đây nè. Quay từ từ lên cho anh em tham khảo. Mấy cái nách này nó ra cũng nhiều nha anh. Cái này xù gì anh? Xù chải. Xù chải ha anh. Dạ. Anh em xù nhiều lắm, tại mình nuôi nó thuận lợi thời gian. Đúng rồi, những cái da này anh em thấy những cái mảng trên đây dài xuống là giống như nó chảy những cái sáp đèn cày chảy xuống anh em. Tương lai thì thời gian tới cái cây này nó lên xù nhiều thì giá trị mình nó lên cao nha anh em. Còn dưới đây là bộ đế. Đế dưới còn nữa không anh Hưng? Cũng còn anh. Dạ, đế lớn nha anh em. Dạ. Anh để bằng tay cho anh em tham khảo thử anh Hưng. Nè anh em. Cho anh em hình dung bộ đế này. Mình sẽ quay một vòng. Phía dưới nó còn đế nữa nha anh em. Chồng thì lắp lại. Đây thì quay cận những cái điểm ngấn nè anh em. Cốt cành phía bên trong nha anh em. Cốt cành cũng tương đối lớn nha. Dập lên. Cây này là cây nguyên thủy. Hai cái đầu là cây ghép nha anh em. Còn cây này là cây nguyên thủy thiên nhiên. Riêng của nó là 5 cánh đến 7 cánh ha anh Hưng. Dạ đúng rồi. Nè, phía dưới nè anh em. Rồi quay xa cho anh em lại một cái nữa nha. Tàn ngang nó 1m7 ha anh. Ừ. Rồi anh Hưng vô đo em thử thông số khoảng nhiêu anh Hưng? Năm mươi sáu. Anh đo anh tự hào cho anh em là tới đỉnh luôn á. Rồi mình đo hết cái nồi đế khoảng nhiêu anh? Bao anh em đo lại luôn. Đế sát tới dưới anh. Dạ. Sát bộ đế 60. 60. Rồi mình đo hết cái nồi luôn anh, hết bộ đế luôn anh, khoảng nhiêu anh? 170 hay 160 nữa không anh? 160. 160 nha anh em. Rồi, quay cho anh em lại một lần nữa cốt cành. Sẵn tay đó anh đo cốt cành 1, cốt cành 2 luôn cho anh em thử nó khoảng nhiêu, anh thấy nó cũng lớn quá. Cốt cành cũng lớn lớn. Dạ. 20. 20. Rồi. Sẵn đo thoát thân luôn anh, thoát thân khoảng nhiêu anh? Này thoát thân 63. 63. Như cái cây mai xù này mà anh em nào mà thích mà thiện chí muốn giao lưu quá anh Hưng thì mình giao lưu giá nhiêu anh Hưng? Này giao lưu anh em giá 69 triệu. 69 triệu. À, vẫn hỗ trợ ship cho anh em 200 km ha anh. À, bao ship 200 cây. Bao ship cho anh em là 200 km, còn anh em nào ở khu vực gần đây thì có thể đến tận vườn. À. Mình xem đi, ví dụ anh em có thể giảm nhẹ cho anh em miếng nha. À. Rồi ok. Góc tiếp theo anh em. Đây quay một vòng cho anh em tham khảo nha. Anh em nhìn sơ bên ngoài thấy nó bình thường lắm anh em. Chút xíu mình đưa điện thoại trong quay đế cho anh em. Anh em mới khiếp. Cây này là mình có ghép không anh Hưng? Này cũng cây ghim đó anh. Cây ghim luôn anh. Dạ. Mặt bông nó sao anh Hưng? 7 cánh. Bông khít. Dạ, 5 cánh đến 7 cánh bông khít nha anh. Đây, một vòng nha. Cây này mình tạo lại lâu chưa anh? Cũng hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm rồi anh. Rồi, cái này anh chiều cao khoảng nhiêu anh?
1m6. Dạ. Rồi quay một vòng nha. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Ngang có 1m rưỡi. 1m rưỡi. Cây này mình uống theo kiểu gì anh? Kiểu tàng lùng anh. Tàng lùng ha. Dạ. Rồi anh em để mình vô mình quay cho anh em tham khảo nha. Anh dở giùm em lên quay cho anh em coi cái nồi đế nè. Đây nồi đế hết hồn luôn nha anh em. Mình để tay cho anh em hình dung nha. Đây. Dưới lên nha anh em. Phía dưới còn đế gì nữa không anh? Còn anh. Đây anh em. Nồi đế khiếp lắm anh em ơi. Đế lớn nha anh em. Đế đều hết. Nói chung là nó đều bốn mặt đó nha anh em. Đây. Quay cận cho anh em tham khảo nha. Nó đều hết bốn mặt mà anh nói với anh em là phía dưới còn đế nữa. Đế lớn anh em. Rộng nào đáng cộng đó. Đây anh em. Nói chung thì cộng nào đáng cộng đó anh em ơi. Đế gá lớn nè. Rồi qua bên đây. Do cái tàn nó hơi chật á anh em. Mình qua từ khúc mình quay cho anh em xem cũng thông cảm nha. Bốn mặt có đế hết nha anh em. Rồi. Rồi em nhờ anh Hưng vô đo giùm em thử cái thông số gốc này khoảng nhiêu hả anh Hưng, để cho anh em hình dung rồi được gốc mai mình anh. Này hoành chuẩn 55. Hoành chuẩn là 55. Rồi anh đo cái củ đặt cho anh. Củ lớn nha anh em. 104. 104. Rồi anh đo cái đường kính ngang của bù đế đi anh. Cái này đo nồi đế cũng hơi căng à. Đường kính ngang. Dạ. 70. 70. Rồi. Cây số 4 mã cuối cùng này mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh Hưng? 69 triệu. 69 triệu hả anh? Dạ rồi anh Hưng nhắc lại địa chỉ cho anh em biết luôn anh Hưng ơi. Xã Đại Phước, huyện Trà Long, Trà Vinh. Xã Đại Phước, huyện Trà Long, tỉnh Trà Vinh. Rồi. Rồi, nãy giờ nói chung ảnh giao lưu với anh em là 4 gốc mai. Báo giá chi tiết cho anh em, ví dụ anh em nào thích mà thiện chí giao lưu cứ liên hệ trực tiếp với anh Hưng nha. Qua số điện thoại đó phần tiêu đề anh em. Giờ chào tạm biệt tất cả anh em nha.